Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị trở lại với chương trình Góc Thư Giãn, series đồ uống dành cho mùa hè. Lần trước thì chúng ta đã được cùng với chuyên gia của chương trình chị Chi Anh, chủ nhân của Kitchen Art, làm một món đồ uống rất tuyệt vời, đó chính là trà sữa thạch đen matcha. Và không biết lần này thì chị Chi Anh sẽ mang tới cho Lê Ngọc cùng với các khán giả của chương trình một công thức và chế đồ uống đặc biệt nào đây? Lần này thì Chi Anh sẽ hướng dẫn các bạn làm món đồ uống từ dứa tươi rất là mát và ngon. Đó là cocktail dứa với rượu rum và mocktail nước dứa với chanh bạc hà. Hóa ra đây chính là những đồ uống mà chị Chi Anh sẽ hướng dẫn ngày hôm nay phải không ạ? Chỉ nhìn thôi mà em đã rất muốn được thưởng thức rồi chị ạ. Và chị có thể nói qua về nguyên liệu của hai loại đồ uống này không ạ? Mỗi loại đồ uống này đều chỉ có tối đa là 3 đến 4 nguyên liệu. Món mocktail dứa với chanh bạc hà thì chỉ có nước dứa tươi, lá bạc hà, nước cốt chanh và đường. Còn cocktail dứa với rượu rum thì cũng chỉ có nước dứa tươi, rượu rum và chanh tươi. Vậy chúng ta sẽ làm loại đồ uống nào đầu tiên ạ? Chúng ta sẽ làm mocktail dứa với nước chanh bạc hà. Ta sẽ đun siro đường với bạc hà và sau đó xay cùng với dứa tươi và trộn với nước chanh. Thế là đã xong. Vâng ạ, nghe thì đơn giản đấy nhưng không biết khi làm thì như thế nào. Bây giờ chúng ta sẽ làm chị nhé. Đầu tiên ta sẽ đun nước và đường cho tan, rồi tắt bếp, thả lá bạc hà vào siro rồi để nguội. Tiếp theo ta sẽ cắt dứa thành những miếng vuông nhỏ. Sau đó ta sẽ xay nhuyễn dứa với siro đường và nước cốt chanh. Trước khi dùng, ta sẽ đổ nước dứa vào cốc, thêm đá viên và cuối cùng là nước soda. Như vậy là món nước dứa chanh bạc hà của chúng ta đã xong rồi. Rất là đẹp và nhanh phải không em? Đúng rồi ạ. Chúng ta đang còn rất nhiều dứa nên chị sẽ làm thêm một món nước uống nữa là cocktail dứa với rượu rum. Món nước uống này cũng có thể làm rất là nhanh chóng đây. Em rất là nóng lòng muốn được thử sức để cùng làm với chị rồi đấy. Chị có thể nói qua về cách làm cho Lê Ngọc và các khán giả biết được không? Đây là một cocktail khá là dễ làm. Mình chỉ cần có nước ép dứa, có thể mua sẵn hoặc là xay dứa tươi, nước cốt chanh, rượu rum pha với nhau là sẽ ra có cocktail dứa rum. Vâng, thế bây giờ chúng ta hãy cùng làm món đồ này nhé. Vậy là chỉ trong một thời gian rất ngắn, chúng ta đã pha xong hai loại nước uống rất ngon, đều làm từ dứa tươi. Và Ngọc sẽ không cần phải đi ra ngoài hàng để giải khát nữa. Trông chị Trang làm thì Lê Ngọc cảm thấy rất là dễ và nhanh chóng. Thế nhưng em không biết liệu em có làm được không chị ạ? Vì thực ra em không phải là người giỏi bếp núc lắm. Nhưng Ngọc thấy đấy, chỉ có 3 bước đơn giản cho mỗi nước uống và khoảng 5 đến 10 phút thôi là đã xong được một món nước uống rồi. Nên Ngọc cứ thực hành dần dần và cả các bạn ở nhà cũng có thể thử làm.
ngày cuối tuần cho bạn bè, gia đình. Vâng, Lê Ngọc cũng hy vọng rằng khả năng bếp núc của mình sẽ được cải thiện hơn và cũng hy vọng rằng chị Chi Anh sẽ mang thêm nhiều công thức pha chế đồ uống đặc biệt dành cho mùa hè tới với Góc Thư Giãn. Chắc chắn rồi, vậy các bạn cứ tiếp tục theo dõi nhé. Quý vị đừng quên theo dõi những số tiếp theo để cùng chúng tôi khám phá những công thức làm đồ uống tuyệt vời dành cho mùa hè nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.